Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom thuộc Quân đội Mỹ cho hay, trong quá trình hoạt động ở Biển Đỏ hôm 16 tháng 12, tàu khu trục USS Kearney đã đánh chặn thành công loạt máy bay không người lái UAV cảm tử gồm 14 chiếc. Không có tàu thuyền nào bị hư hại và không có thông tin về thương vong trong sự việc. Sencom khẳng định loạt UAV cảm tử xuất phát từ khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen. Cơ quan này cho hay các đối tác tại Biển Đỏ đã được thông báo về mối đe dọa. Đây dường như là một trong những loạt UAV lớn nhất bị bắn hạ trên Biển Đỏ trong hai tháng qua. Trước đó, tàu khu trục USS Kani đã đánh chặn 4 tên lửa hành trình, 15 UAV triển khai từ Yemen và đang hướng tới Israel. Lực lượng Houthi chưa bình luận về thông tin. Kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, hầu thì đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công các tàu hướng đến Israel, bất kể là tàu của nước nào, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel. Tình hình gia tăng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo đã khiến Mek, hãng vận tải biển lớn nhất thế giới, quyết định tạm dừng di chuyển eo biển Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ, cho đến khi có thông báo mới. Những tuần gần đây, hai tàu khu trục Kenny và Mason liên tiếp phải ngăn chặn các đòn tấn công của Houthi. Và trong tuần qua, ba tàu chiến khác của Hải quân Mỹ đã di chuyển vào biển địa Trung Hải nhằm tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Ba tàu khu trục phòng thủ tên lửa Labun, Denver, D. Black và The Sullivans sẽ tham gia cùng nhóm tấn công tàu sân bay Zeron Ford, vốn đang hoạt động ở địa Trung Hải kể từ vụ giao tranh nổ ra tại Gaza. Nhóm tàu chiến trên đã được gia hạn triển khai hai lần. Ngoài việc Kani bắn hạ các máy bay không người lái, Mason cũng đã bắn hạ một máy bay không người lái được phóng từ Yemen. Đây là lần thứ hai trong tháng này tàu chiến Mason khai hỏa. Chỉ vài ngày trước đó, tàu Mason đã đến trợ giúp một tàu thương mại bị trúng tên lửa hành trình ở eo biển Bab el Mandeb. Tàu Kani cũng đã phá hủy một số máy bay không người lái và tên lửa hành trình mà giới chức Mỹ cho biết là đang bay gần con tàu. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Grand Sharp, Tàu HMS Diamond của Anh ngày 17 tháng 12 cũng đã phá hủy một máy bay không người lái đang nhắm mục tiêu vào tàu buôn thương mại. Bộ trưởng Sáp nhận xét các cuộc tấn công vào tàu thương mại của phong trào Houthi ở Yemen là mối đe dọa trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an ninh hàng hải. Trên biển, chính quyền tổng thống Joe Biden đang nỗ lực thành lập một lực lượng đặc nhiệm hàng hải quốc tế để chống lại các cuộc tấn công của Houthi. Người đứng đầu hiệp hội chủ tàu Na Uy có trụ sở tại Oslo, ông Harald Sobers đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối đe dọa đối với các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Ông nói, tất cả các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại trong khu vực này, giống như vụ tấn công vào tàu chở dầu MT Strinda của Na Uy trong tuần này, thể hiện sự phát triển đáng lo ngại sâu sắc về tình hình an ninh đối với vận chuyển dân sự ở Biển Đỏ. Theo ông, ưu tiên hàng đầu của tất cả các chính phủ liên quan là đảm bảo rằng các tuyến cung ứng quan trọng nhất của thế giới luôn được thông suốt. Không chỉ có vậy, tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông cũng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của quân đội Mỹ. Các binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria đã trở thành mục tiêu tấn công ít nhất 90 lần bởi các nhóm vũ trang kể từ giữa tháng 10. Ngày 17 tháng 12, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết một nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng sau khi bị thương trong chiến dịch tấn công của lực lượng phòng vệ Israel IDF vào giải Gaza hiện Paris đang yêu cầu chính quyền Israel làm rõ vụ không kích hôm 13 tháng 12 của IDF vào tòa nhà ở Rafa khiến 10 dân thường thiệt mạng, trong đó có một quan chức của bộ này. Trước đó, phong trào Hamas cho biết sẽ không đàm phán trao đổi con tin cho tới khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Tuyên bố nêu rõ Hamas nhắc lại quan điểm là không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc trao đổi tù nhân cho đến khi chiến dịch chống lại người dân chúng tôi kết thúc. ở phía bên kia. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như gợi ý rằng nước này đang triển khai các cuộc đàm phán mới để giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel gặp Thủ tướng Qatar, quốc gia trung gian. Ông cho rằng cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giúp đạt được thỏa thuận trả tự do cho một nhóm con tin hồi tháng 11 vừa qua. Tại bờ Tây, tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp. Hãng thông tấn nhà nước Wafa Palestine đưa tin bốn người Ả Rập đã thiệt mạng khi Israel không kích trại tị nạn Nusam gần thành phố Tulkarem ở bờ Tây đêm hôm 16 tháng 12 và sáng 17 tháng 12. Cụ thể, một thiếu niên 16 tuổi đã thiệt mạng sau khi binh sĩ IDF nổ súng tại trại tị nạn De Aman ở phía tây bắc thành phố Ramallah, thủ phủ bờ Tây. Tại khu vực Bayuma, ngoại ô thành phố Hebron, một nam thanh niên khác cũng thiệt mạng sau khi đụng độ với IDF. Tại Jenin một người đàn ông bị thương sau vụ không kích bằng máy bay không người lái của Israel vừa qua đã thiệt mạng. Về phần mình, kênh Channel 12 của Israel cho biết IDF đã đột kích sau khi bị tấn công bằng vật liệu nổ và khẳng định những người thiệt mạng đều bị nước này truy nã. Ở bờ Tây, với mục đích lùng bắt những cá nhân bị nhà nước do Thái truy nã, nhiều người Palestine đã phản ứng trước chiến dịch này, gây ra một số vụ đụng độ khiến nhiều người thiệt mạng. Nhiều nước đã bày tỏ lo ngại tình hình xung đột giữa Israel và Hamas sẽ tiếp tục xấu đi sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một lần nữa thất bại trong việc thúc đẩy một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Gaza và chính quyền tổng thống Joe Biden sử dụng quyền khẩn cấp để bán gần 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa hối thúc cộng đồng quốc tế thống nhất lập trường về một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột. Người dân Gaza đang đứng trước vực thẳm Cộng đồng quốc tế phải làm mọi thứ có thể để chấm dứt thảm kịch này. Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nỗ lực hết sức để thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để bảo vệ dân thường và hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Trong khi giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại, chúng ta không thể đánh mất khả năng khả thi duy nhất cho một tương lai hòa bình, đó là một giải pháp hai nhà nước trên cơ sở các nghị quyết của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, với việc Israel và Palestine có thể chung sống trong hòa bình và an ninh. Hai tháng kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, những cảnh quay từ trên không cho thấy một Gaza đổ nát. Nhiều tòa nhà đã đổ sụp hoặc biến dạng do bom đạn, trong đó có cả các bệnh viện, trường học và trại tị nạn. Tình hình tại Gaza đang ngày càng hỗn loạn khi người dân tìm cách tấn công các xe và kho hàng viện trợ lấy. Liên Hợp Quốc cho biết 50% dân số Gaza đang rơi vào cảnh đói ăn, đồng thời cảnh báo hoạt động viện trợ nhân đạo sắp sụp đổ. Cùng với các quốc gia khu vực như Ai Cập, Liên Hợp Quốc đang thử nghiệm các tuyến đường viện trợ mới vào giải Gaza, trong đó có cửa khẩu Kerem Salom. Tới nay, viện trợ vào Gaza chỉ được thực hiện qua cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập, vốn được thiết kế dành cho người đi bộ chứ không phải xe tải. Trong khi đó, cửa khẩu Kerem Salom từng được sử dụng cho hơn 60% lượng xe tải đi vào Gaza trước khi xung đột nổ ra. Benjamin Netanyahu hôm 16 tháng 12 từ chối bình luận thông tin giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Bania gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdurrahman Anthony tại châu Âu trước đó một ngày, nhưng xác nhận rằng ông đã đưa ra chỉ đạo cụ thể cho nhóm đàm phán. Sai lầm duy nhất có thể phạm phải là công bố những tính toán của chúng tôi cho Hamas và thế giới. Chúng tôi sẽ không hé lộ chi tiết nào. Ông nói và khẳng định sẽ duy trì áp lực quân sự lên Hamas. Các nhà đàm phán được yêu cầu tập trung vào điều này. Nếu không, chúng tôi sẽ không có gì. Với phát biểu như vậy, Thủ tướng Netanyahu dường như xác nhận Tel Aviv đã nối lại đàm phán với Hamas để trả tự do cho các con tin tại giải Gaza. Ở diễn biến liên quan, nguồn tin ngoại giao Trung Đông cho biết nhiều khả năng trong những ngày tới Israel sẽ tham gia đàm phán nhằm trao đổi con tin với lực lượng Hamas. Sau vụ bắn nhầm con tin mới đây, Thủ tướng Israel đang phải chịu áp lực cực lớn từ phía dư luận nước này. Theo các nguồn tin Ai Cập, các quan chức Israel dường như đã thay đổi quan điểm về một số điều mà trước đó họ phản đối. Theo đó, Thủ tướng Israel dường như đã sẵn sàng hơn với lời kêu gọi từ các bên trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới, đồng thời trả tự do cho các tù nhân Palestine để đổi lấy các con tin bị giam giữ ở Gaza. Thông tin trên đã được đưa ra sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Israel David Benia gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdurrahman Anthony ở châu Âu mới đây trong nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán. Phát biểu với báo giới ngày 16 tháng 12, Thủ tướng Israel Netanyahu cũng nói, nếu không bị áp lực quân sự, chúng tôi sẽ không thành công trong việc tạo ra một phát thảo dẫn đến việc trả tự do cho 110 con tin. Và chỉ có áp lực quân sự tiếp tục mới dẫn đến việc trả tự do cho tất cả các con tin của chúng tôi. Chỉ thị của tôi đối với nhóm đàm phán dựa trên điều này. Tờ Nhật báo Phố World của Mỹ số ra hôm nay cho biết, các quan chức của Israel và Qatar dự định sẽ gặp nhau tại Na Uy trong những ngày tới nhằm thảo luận khả năng thiết lập một kênh ngừng bắn mới kèm trao trả các con tin giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza. Qatar hiện đang là nước đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa Israel và phong trào Hamas. Nước này đã tích cực thúc đẩy hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn, giúp các con tin ở giải Gaza được trả tự do, qua đó đổi lấy sự tự do cho các tù nhân người Palestine bị Israel giam giữ. Thủ tướng Israel Netanyahu đang phải chịu áp lực cực lớn sau khi thông tin về việc quân đội Israel bắn nhầm ba con tin được công bố hôm ngày 15 tháng 12 vừa qua. Nhiều người thân của các con tin kêu gọi ông Netanyahu quay lại bàn đàm phán, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng người thân của họ có thể là nạn nhân tiếp theo. Tất cả những gì chúng ta nhận được một lần nữa là những con tin đã chết. Yêu cầu của chúng tôi không phải là một cuộc tranh cãi với chính phủ. Đây là một lời kêu gọi mà bất cứ ai cũng sẽ thực hiện nếu đó là cha mẹ của các con tin. Chúng ta hãy cân nhắc và đưa ra kế hoạch hãy đàm phán ngay từ bây giờ. Chúng tôi yêu cầu nội các chiến tranh nói chuyện với chúng tôi, với các gia đình, chứ không phải giải thích rằng họ đang chờ nhận được lời đề nghị từ Mỹ, Qatar hay bất cứ ai khác. Chính phủ Israel cần phải tích cực, họ cần phải đưa ra lời đề nghị, và lời đề nghị tốt nhất là đưa các con tin còn sống trở về. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần phải hành động ngay chúng tôi không có thời gian. Cho đến nay, vẫn còn khoảng 200 công dân Israel và người dân các quốc gia khác bị lực lượng Hamas bắt cóc sau vụ Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 vừa qua. Trong đợt ngừng bắn nhân đạo đầu tiên kéo dài một tuần vào cuối tháng trước, phía Hamas đã trả tự do trên 100 con tin là phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài. Đối với phía Israel, cũng phóng thích 240 tù nhân người Palestine, trong đó đa phần đều là phụ nữ và trẻ em đang bị giam giữ tại nước này.